Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ món bò nấu pate. Thì để nấu bò nấu pate thì mình sẽ mua thịt bò. Cái thịt bò cho cái món này thì nó sẽ không có kén, các bạn mua loại thịt nào cũng được, nhưng mà đừng có mua cái loại thịt quá mềm thì nấu nó sẽ bị rục ha. Như là filet mignon là mình không mua ha. Mình mua các cái loại thịt khác ha. Rồi thì ở đây hôm nay mình sử dụng là 4 kg sáo nè. Tại vì ngày mai nhà mình có tiệc cho nên mình nấu nhiều, sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn. 4 kg sáo thịt bò. Thịt bò thì miễn mua thịt bò tươi là được ha. Cái sớ nó tươi ngon như vậy nè, thịt còn đỏ như vậy ha. Mình đã qua công đoạn sơ chế rồi, mình đã rửa sạch với chà xát, sạch với muối và giấm rồi ha, rửa sạch để ráo. Rồi mình sẽ sử dụng cà rốt với khoai tây hôm nay. Thì cái lượng cà rốt ở đây là 1,5 kg và khoai tây là 1 kg nè. Rồi hạt điều, mình 1/2 kg hạt điều ha. Cái món này mình sẽ không nấu nấm đông cô như là sườn và gà nha. Rồi ở đây thì mình có 20 g tiêu hạt để mình nấu chung, 100 g tỏi lột vỏ. Rồi 1 muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh hành băm để mình ướp. Rồi mình sẽ có 4 cái lon pate. Một lon như vậy 130 g. Thì 4 lon này là nó khoảng gần coi như là 1/2 kg pate đó. Rồi mình có một lon cà chua, sốt cà chua ha, tomato sốt ha, là khoảng 400 g luôn. Gia vị để nêm vào thì mình sẽ có hạt nêm, đường, muối và tiêu, cũng như là một ít nước tương và một ít rượu mai quế lộ để mình ướp vào trong cái thịt cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái thịt này ra khoảng chừng 3 phân vuông vức ha, để mình nấu hoặc là cắt miếng vừa ăn tùy theo các bạn nha. Cái hạt điều này mình sẽ đi rửa sạch và bắt lên bếp và mình luộc cho nó chín, rồi mình sẽ xả, mình để ráo và để mình nấu vô trong bò ha. Mình sẽ sử dụng 2 lít nước dừa này để mình nấu nè, rồi mình sẽ thêm nước lạnh ha, để cho cái nồi thịt bò nó thơm hơn và nó ngọt hơn ha. Mình cắt thịt ra miếng vuông cỡ này là được ha. Đó. Đây mình cắt miếng vuông cỡ này là được nè. Khoảng 2 lóng tay vuông vức nha. Rồi mình sẽ cắt hết và mình đi ướp. Rồi bây giờ mình xong xuôi, mình bắt đầu mình ướp nè. Mình cho vào đây cái muỗng canh tỏi bằm ha. Cho hết vào đây. Rồi, cho luôn cái muỗng canh hành tím bằm. Mình cho một muỗng canh nha, bột ớt đại hàng. Rồi một muỗng canh hạt nêm. Hai muỗng canh đường. Một muỗng canh muối. Một ít nước tương. Khoảng 2 muỗng canh nước tương để cho nó thơm. Hai hộp pate ha, mình sẽ ướp vào trong này 2 hộp pate trước. Còn 2 hộp thì khi mà mình nấu gần chín, nó giống y chang như cái sườn nấu pate hôm trước vậy, mình sẽ quậy ra bỏ ra sau. Mình sẽ cho cái pate vào đây, mình sẽ bóp nhuyễn nó ra và mình cũng ướp chung vào trong cái bò này luôn. Bóp cho nó nhuyễn ra ha các bạn. Rồi khoảng 1 muỗng canh dầu điều, màu dầu điều á, để cho nó đẹp với nó bóng bẩy cái cục thịt bò. Rồi bây giờ mình sẽ bóp ra ha, trộn bóp cái này ra và trộn đều lên mình ướp. Nếu mình không có giờ thì mình phải để nửa tiếng cho nó thấm, còn nếu mình có giờ thì mình để lâu hơn,
hoặc là mình ướp sẵn mình để qua đêm thì nó càng thấm ha. Ướp bớt cho nó nhuyễn cái pate này ra trước nè, rồi bắt đầu mình mới dầm nó lên rồi trộn lên nha. Không quên thêm một muỗng, hai muỗng canh rượu mai Quế Lộ ha. Rồi, mình sẽ cho thêm hai muỗng canh nước mắm nữa và hai muỗng canh dầu hành nữa để cho nó thơm nha các bạn. Cái cà rốt với cái khoai ấy, mình làm sạch mình sẽ đi cắt, mình sử dụng cái dao khứa này nè, cái dao sắn này nè, mình cắt ha. Mình cắt nó như tam giác như mọi khi các bạn, đó như vậy ha. Hoặc là các bạn tỉa hoa gì cũng được, hoặc là cắt khúc cũng được ha. Muốn cho đẹp thì mình làm kiểu cọ xíu. Cái này bỏ đi, đó như vậy ha. Còn cái khoai tây cũng vậy. Nếu như mà mình khoai tây mình cắt sớm thì mình phải bỏ vô trong nước muối, mình ngâm trong nước muối để cho nó đừng có bị đen ha. Không thôi thì nó đen cái mặt xấu. Cho nước muối loãng mình ngâm vào tí xíu. Bây giờ cái thịt mình nó thấm rồi ha, mình bắt lên bếp một cái nồi to to để mình xào thịt nè. Cho dầu vào ha. Phi tỏi trước cho thơm. Cho vào đây ít tỏi ha. Khoảng muỗng cà phê vuông được rồi, tại vì mình ướp ở trong cái thịt đó là nhiều rồi ha. Chờ cho nó thơm lên, cho mình cho thịt vào mình xào. Bốn ký sáu thịt nhiều lắm. Cái nồi này xào thịt thôi, rồi cái chảo bên kia mình là chiên khoai, sau đó mình cho qua một cái nồi to mình nấu ha. Chứ con cái nồi này không hết rồi đó. Cái pha này tí xíu mình cho nước dừa vô trong đó, cái mình trộn đó. Mình sẽ xào ha, bây giờ mình để lửa lớn tí xíu rồi nó bắt đầu nó hơi xăng xăng, mình sẽ cho lửa nó vừa medium lại thôi ha. Mình sẽ đến mình xào nha, 15-20 phút cho nó xăng rồi mình mới cho nước dừa vào. Trong khi chờ cho cái thịt mình xào nó săn á, mình bắt lên bếp cái chảo kế bên mình xào luôn khoai ha. Cái khoai á mình xào để cho nó thơm với lại để cho nó đừng có bị rã lúc mình nấu á. Đó, mình cho khoảng một canh dầu. Chờ nóng á, mình cho khoai với cà rốt luôn chiên. Chiên cho rám cái da lại để cho nó nấu nó không bị rã. Thịt quá trời ha. Ngày mai mình có tiệc birthday cho con gái á, cho nên là mình nấu mười mấy món luôn, nhưng mà mình chỉ quay được một hai món thôi. Mình cho khoai vào đây mình chiên nè. Mình sẽ chiên chừng 7-8 phút để cho nó săn cái da lại ha, là mình tắt chứ không có chiên chín đâu ha. Rán cái da lại là được. Đấy, mình chiên cho nó hơi rám rám mặt vào nhưng củ này là được rồi ha. Mấy cái chiên mình chiên thêm chút xíu nữa, mình bao tất nữa. Rồi bên đây á, nó gần xăng rồi nè. Nó xăng lại chút xíu nữa nha, 5 phút nữa. Rồi sau mình cho nước dừa vô, với lại mình cho cái nước mình tráng cái thau mình cho vô. Mình sẽ cho khoảng 6 lít nước cho cái nồi này nè. Nước dừa là 2 lít rồi, thêm 4 lít nước nữa. Nước trong đây nó ra nè, cái bò này nó ra cũng cả lít nước nè. Đó, ốc thì nước ha. Cho 3 lít nước nữa. Thấy nước không? Đó, 1 lít nước thôi trong đây nè. Cái thịt bò nó ra, nó thịt xào nó ra.
Thịt mình ướp được 4 tiếng rồi các bạn. Nếu các bạn ướp qua đêm thì nó còn thấm hơn nữa ha. Thêm vài phút nữa cho nó săn, dùng cho nó vừa rồi. Rồi cái khoai tây nó cháy như vậy là được rồi ha. Nó xém mặt như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp ha. Tắt bếp mình để đây, khi nào cái bò nó bắt đầu mềm thì mình mới cho vào. Cái nồi bò bên đây cũng xăng rồi. Giờ mình chuẩn bị cho nước dừa với nước vô đây mình hầm. Khi mà mình cho nước vào thì mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê baking soda. Cái loại baking soda nó có tác dụng làm cho cái thịt bò nó mau mềm đó các bạn. Thế vì nếu các bạn mà ninh bình thường như vậy thì khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì cái thịt bò này nó mới mềm. Mà có cái baking soda thì khoảng 45 phút là nó mềm, 50 phút là nó mềm rồi ha. Rồi bây giờ chuẩn bị cho nước dừa với nước vào nha. Trước tiên là mình cho cái nước mình tráng thao cái thao thịt nãy nè. Rồi bây giờ cho nước dừa vào. Cho thêm nước dừa. Mình sẽ cho từ từ để mình ninh, tại vì cái nồi này nó hơi nhỏ, mình không có cho hết một cái lượng nước như vậy được. Mình ninh ở đây đi, rồi nó bắt đầu nó chín thì mình sẽ cho nó qua bên cái nồi lớn để mình cho khoai vào ha. Coi như là bây giờ là mới có 4 lít nước thôi đó, nước với lại nước dừa. Mình sẽ chăm thêm nước khi mà mình cho qua nồi lớn nha. Bây giờ để lửa lớn hết ra cho nó vừa sôi lên, là mình dặn lửa trung bình xuống mình hớt bọt ha. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng cà phê baking soda nè. Đây, cho vào đây một muỗng cà phê baking soda ha. Không cho nhiều quá, cho nhiều quá nó sẽ làm cho cái thịt bò mình nó mềm nhũn, nó cũng mất ngon. Mình không đầy nắp nha, tại nó đầy quá đó. Để lửa lớn thôi. Bắt đầu nó lên bọt thì mình sẽ vớt cái bọt đi ha. Cái nồi bò của mình đã ninh được 45 phút kể từ lúc sôi á. Bây giờ cái thịt nó cũng bắt đầu hơi mềm mềm rồi. Mình sẽ cho nó nấu thêm 15 phút nữa là được 1 tiếng á. Rồi mình sẽ bắt đầu cho pate, cho hạt điều và rau củ vô ha. Bây giờ cái thịt của mình là được 55 phút thì mình thấy nó cũng đã mềm rồi. Mình cho cái khoai với hạt điều, tiêu, tỏi vào hết nha. Đó, mình sẽ đổ vô. Cái khoai này bây giờ nấu rất là nhanh, 10 phút là xong. Tại vì nó cũng chín hấp háp rồi đó. Rồi. Cho cái lon cà chua này vô luôn nè. Hạt điều. Xé nè. Anh xả giúp mình. Anh cho cái sỏi với cái tiêu vô nè. Cái bà tê á. Rồi bây giờ cái chén tỏi này nè, 100g tỏi, tỏi tươi đó, mình cho vào. Cho hết cái 20g tiêu hột vào. Rồi đằng kia cái pate. Cái pate hồi lúc đầu mình ướp 2 lon vào trong cái thịt bò. Bây giờ 2 lon này mình dầm nó ra, bây giờ mình cho nó vào luôn ha.
Bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào và nấu cho nó sôi trở lại, là mình nêm nếm một lần nữa là xong ha. Tổng cộng là 6 lít nước đó. Nếu mà các bạn mà ăn với bún á, thì có thể nấu 7 lít cho nó long lỏng. Còn này mình ăn bánh mì, mình nấu vừa thôi. Nó sắp 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 với cái mặt thịt với khoai nè. Mà cũng đã 6 lít nước rồi. Tại vì bữa nay mình nấu cái lượng thịt với lại khoai nhiều. Lượng thịt với khoai là cũng tổng cộng là cũng hạt điều hết luôn. Cũng 7kg đó. Đó. Chờ sôi lại rồi mình nêm gia vị lại lần nữa là xong ha. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm một muỗng cà phê muối nè, rồi 2 muỗng canh nước mắm, rồi thêm một muỗng canh đường phèn ha, đường phèn rồi cho nó ngọt thanh thanh. Rồi như vậy là được rồi đó. Chờ cho nó sôi lại là mình tắt bếp ha. Bây giờ mình nếm lại thì rất là vừa và rất là ngon. Đó, như vậy là chín đây nè các bạn. Mình sẽ không để cho nó rụt nhừ quá thì nó mất ngon ha. Đó, khoai cũng vừa chín, cà rốt cũng vừa chín. Thịt thì rất là mềm luôn. Rồi khi nào mà ăn thì mình sẽ múc ra ăn kèm với lại bánh mì ha. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất xong cái nồi bò pate. Và bò nấu pate ha, mình bỏ ra cái nồi warm này nè, mình để bấm nút cho nó giữ nóng, rồi ai ăn thì múc ra ha, lúc nào cũng nóng, sẽ ăn kèm với bánh mì ha. Video tới đây là tạm ngừng, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nếu yêu thích món ăn bò nấu pate của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, share cũng như là đăng ký kênh nếu như các bạn chưa có đăng ký ha, để ủng hộ mình. Cảm ơn. Bye bye.